em tò mò lý do là tại sao, tại vì như em là sau khi em học thạc sĩ thì lúc đấy là em cũng đã nghĩ là muốn học lên tiến sĩ, một phần cũng là muốn được bay nhảy, tức là kiểu vẫn muốn được sống ở nước ngoài. Nhưng mà sau một thời gian viết xong khóa luận thì em đã kiểu không, mình không chịu được cái áp lực mà phải viết khóa luận với assignment, và đặc biệt là phải làm lên cao nữa thì phải có những cái bài nghiên cứu khoa học. Thì không biết đâu là động lực khiến anh có thể tiếp tục sau khi học thạc sĩ thì lên tiến sĩ, cuối cùng thì lại chọn trường KU Leuven để học chương trình tiến sĩ của mình. Anh hiểu ý em, thì cái này nó lại có nó xuất phát điểm từ cái anh muốn tạo ra một cái thuốc mới hoặc là phát minh mới đó, như em nói đó. Cho nên thì thường cái con đường gọi là về học thuật, con đường rất là tự nhiên là sau thạc sĩ thì lên tiến sĩ, đúng là nó cực thiệt, đặc biệt là làm về khoa học chuyên ngành thì nó cực, và mình phải ở trong phòng thí nghiệm rất là nhiều. Đam mê là một chuyện mà phải có ý chí, phải có tính sáng tạo nữa. Giai đoạn làm tiến sĩ thì anh lại không có nhiều cái gọi là đột phá nhiều nữa, thì một phần lớn cũng là do lab bên đó là lúc đó mới giai đoạn mới setup, mà anh cũng không biết setup cái hướng nghiên cứu mới. Anh có một cái gọi là cái cố chấp của bản thân tức là sau tiến sĩ anh vẫn chưa cảm thấy mình chưa phát minh ra được cái gì cả, cho nên anh muốn tiếp tục đi lên. Sau giai đoạn học tiến sĩ ở KU Leuven đó, anh mới đi lên gọi là học tiếp qua bên Mỹ. Thì qua Cincinnati này thì không biết là có thời gian để chia sẻ không, nhưng mà qua Cincinnati này thì anh lại vô một cái lab cũng là bình thường thôi, nhưng mà ở đây cái tính hợp tác của họ rất là tốt. Anh được vô một cái project khá tốt và họ cho anh cái cơ hội được làm việc gọi là có tính sáng tạo nhiều, và anh có nhiều tự do. Thì anh chọn được cái đề tài, lúc đó đề tài đó rất là thử thách, một cái gene hoàn toàn mới mà mình phải chứng minh cái vai trò của nó trong khoa học. Chưa có ai nói về cái vấn đề đó cả, chưa có bệnh nhân, mà tụi anh lúc đó may mắn là có bệnh nhân. Nhưng mà cái nó là high risk đó, gọi là high risk high reward project đó, là rủi ro cao nhưng mà nếu mà chiến thắng thì là phần thưởng cao đó. Thì sau đó là anh chứng minh được, thì nó là một cái gene gây ra bệnh gọi là viêm gan tắc mật đó, và đặt tên là PFIC số 7 đó. Thì có gần như một phát minh mới rồi đó, tại vì được đưa lên một cái tạp chí rất là lớn trong ngành, số 1 trong ngành luôn. Thực ra nó là một phát minh mới, một tìm ra một cái bệnh mới. Thì lý do mình tìm ra bệnh mới là phải biết về bệnh, sau đó mình mới trị được nó. Cho nên tới giai đoạn đó anh mới cảm thấy là ok, cái con đường gọi là scientist của mình đó, mình mới được cái gì đó đó. Mặc dù nói là khiêm tốn thôi, tại vì ngoài kia cũng có nhiều người họ còn giỏi hơn anh rất là nhiều. Nhưng mà đối với bản thân anh trả lời được cho bản thân anh là ok, tôi đã làm được cái gì đó đúng như tôi dự định ban đầu. Dạ. Wow. Anh có hiểu quá không? Khó, về mặt cái bệnh đấy là như thế nào thì chắc là sẽ khó hiểu. Nhưng mà về câu chuyện là anh đã phát minh ra được một, tìm ra được căn bệnh đấy và chữa được. Vâng, tìm ra được căn bệnh đấy thì thật sự nó là một cái kiểu, ý là em đã hiểu được là cái con đường học thuật và cái con đường nghiên cứu. Tức là như anh nói, đấy là nó rất là khó khăn, nhưng để khi mình tìm được thì cảm thấy cảm giác nó rất là thỏa mãn. Kiểu nó thật sự là một cái gì đấy rất là Thế thì em cũng tò mò nữa là không biết trong thời gian tức là khi anh học ở nước ngoài, học tiến sĩ ở nước ngoài, thì anh sợ nhất cái gì và anh thích nhất cái gì? Anh sợ thì là anh sợ nhất là thời điểm Tết, tại vì rất là nhớ nhà. Tuy là có hội sinh viên Việt Nam, mọi người cũng có làm bánh chưng, bánh dày, cũng tổ chức tiệc, nhưng mà không thể nào bằng không khí Việt Nam được. Rất là nhớ nhà những thời điểm đó. Thì nhìn những hình ảnh ở Việt Nam, lúc đó anh không dám nhìn nhìn xong sợ khóc. Còn mà nếu mà thích nhất thì chắc là anh thích môi trường, tại vì rất là trong sạch. Và ở Việt Nam thì bây giờ thì anh không biết, tại lâu rồi không về, nhưng mà hồi lúc đó anh ở thì anh rất là hay bị viêm mũi tại vì bụi nhiều quá. Nhưng mà từ lúc qua Hà Lan rồi Bỉ rồi bên Mỹ này là anh không phải uống một cái viên thuốc nào mà gọi là trị viêm mũi dị ứng hay là viêm xoang gì luôn, không có một cái gì luôn á. Mà hồi đó ở Việt Nam mà cứ phải uống thuốc, mình cảm thấy mình cũng hơi kỳ, hơi quê mình, dân dược sĩ mà cứ phải để bản thân bị bệnh uống thuốc. Mà đúng là từ lúc qua đây không uống một viên nào luôn, thì tự nhiên người nó cảm thấy thoải mái. Đúng là anh rất là thích cái môi trường nó trong sạch, nó lành mạnh, đúng nghĩa môi trường đó. Thì trong quá trình mà các bạn đi xin học bổng du học và đến khi nhận được cái offer được đi du học, thì chắc hẳn là các bạn cũng có những cái gọi là expectations,
mong đợi của mình về cái đất nước đấy, về cái cuộc sống mới đấy. Thì không biết là đến khi các bạn sang thì các bạn có gặp phải những cái vấn đề hoặc hay là vỡ mộng, thay đổi những cái suy nghĩ, thì em muốn được nghe xem là anh Hùng có gặp những cái trường hợp như vậy hay là các bạn có gặp những cái trường hợp như vậy không ạ? Là một câu hỏi rất là hay đó. Mọi người thì cứ nghĩ là Âu Mỹ giống như thiên đường, nhưng mà đúng là nó có những cái mặt trái của nó mà mình không biết được, không? Đến khi mình bước chân qua rồi mình mới biết được. Thì anh có thể chia sẻ hai câu chuyện. Một là câu chuyện của bản thân anh, còn hai là câu chuyện anh nghĩ là góc nhìn của du học sinh. Thì đối với câu chuyện của bản thân anh đi, thì là lúc mà anh được cái học bổng tiến sĩ đó, anh đi qua bên Kiel Leuven, thì cái này anh chắc là lần đầu chia sẻ luôn. Là như nãy có nói là giai đoạn tiến sĩ anh không thu được nhiều đó, là phần nhiều là do cái lab của anh ở bên đó họ không tốt. Không, thực ra thì bản thân anh có cái sự tôn trọng rất lớn đối với cái giáo sư nha, nhưng mà đó có vẻ là hồi đó là cái số anh gặp một nhóm những người mà có giáo sư họ không tốt. Họ giao cho anh một cái đề tài, ví dụ làm về gene, làm về đề tài về A, nhưng mà lúc mà bước qua họ lại bắt anh làm một cái đề tài B, tức là treo đầu dê bán thịt chó đó, nói theo cái kiểu đúng nghĩa treo đầu dê bán thịt chó luôn đó. Lúc đó anh rất là sốc, tại vì cái đó là không đúng. Ví dụ như công việc của em, job description là thế này: em là nhân viên quảng cáo mà qua bắt em làm tiếp thị, hay là làm ví dụ như bán hàng, hay là làm một cái khác, thì là em đã thấy khó chịu rồi, cũng chỉ là làm nghiên cứu khoa học. Thì cái lúc đó là anh cũng fighting, anh cũng đấu tranh dữ lắm, đó là hoặc là ở lại đây hoặc là đi chỗ khác. Thì lúc đó là anh đã xin được cái học bổng của UBC, đó là University of British Columbia ở Canada đó. Sau đó anh có nói chuyện lại với giáo bên đây, thì hắn vẫn giao cho anh đề tài A nhưng bắt phải làm đề tài B còn một lúc. Thì anh nghĩ ok thôi, lúc đó là tại vì anh cũng còn một là còn trẻ, tham vọng, anh nghĩ là mình có thể làm được, thì anh ở lại anh làm. Tuy nhiên như nãy có nói đó, tức là điều đó là rất là không đúng. Tại vì khi mà ông đã kêu tôi qua làm đề tài A thì tức là tôi làm đề tài A thôi, chứ không có chuyện qua rồi mới kêu làm một cái đề tài B, đúng không? Thì cái đó anh cũng rất là sốc, rất là ngỡ ngàng đó. Và một điều nữa anh muốn nói với mọi người, đó là các du học sinh nói chung cũng bị một cái này, đó là đối với người Âu Mỹ nói chung thì mình có khi là mình nói và giống như vô đũa cả nắm, nhưng mà sẽ có những khu vực, những thành phố, những nơi mà các bạn tới, con người họ không có friendly như mình mong đợi đâu. Để cả người Âu Mỹ nữa, họ có một cái gọi là họ đánh giá thấp người châu Á. Có nha, chứ không phải không nha. Họ đánh giá thấp người châu Á lắm. Có thể là do ngôn ngữ, có thể là do xuất phát điểm của người châu Á. Người Việt Nam là nước đang phát triển, mình chậm hơn họ. Nhiều lý do nhưng mà họ đánh giá thấp người châu Á lắm. Hồi đó anh đi học thạc sĩ thì cũng gần như học đại học, thì là anh đã biết. Tức là các bạn ấy cứ tụm đầu lại với nhau không à, ít nói chuyện với mình lắm nha. Mà mình muốn break the wall đó thì cái ngôn ngữ của mình phải tốt. Nhất thứ hai là mình phải chứng minh bản thân mình cực kỳ tốt luôn, mình phải có một cái điểm cực kỳ nổi bật, họ mới đến mình, họ cảm giác có cái mà mình nể trọng cái thằng A thằng B đó, họ mới tới. Tại vì bản thân anh đã thấy rồi, khi mà anh đi học, anh làm việc nhóm cũng vậy nữa, anh nêu ý kiến không ai nghe hết trơn á. Anh làm việc nhóm chung với anh với hai đứa khác không ai nghe hết trơn á, nó chê tài liệu của anh, nó chê mọi thứ, rồi xong nó tự hai đứa nó ngồi làm với nhau, xong trình bày ra những thứ mà anh đã nói trước không à, đưa lên toàn là sai không à. Rồi sau đó làm assignment khác thì phải tự bản thân anh làm. Anh nói quyết định là cái này trước hai bạn làm cái này, tự bản thân tôi làm, thì sau đó anh được thầy cho 10 điểm, 10 trên 10 luôn. Thì sau cái buổi đó thì hai người đó mới thay đổi cách nhìn về anh, mới gọi là bất cứ những cái gì bắt đầu hỏi và kêu mình đóng góp. Thì như anh nói đó cũng là một cái đó, tức là họ có một cái nhìn lúc trao với mình đó. Mà mình qua đây cũng phải chịu thôi, mình đá sân khách mà, mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình hơn nữa. Một trong những cách đó là phải tăng trình độ tiếng Anh của mình lên. Đó, cái cách đó rất là cơ bản. Để cái trình độ tiếng Anh mình càng tốt thì mình càng hiểu họ, mình càng học tốt hơn, mình nói họ càng hiểu hơn. Và mình sẽ càng cảm thấy mình hòa nhập cuộc sống hơn, mình cảm thấy mình nó đạt tầm với họ thì không đúng, càng hòa nhập với họ hơn. Tại vì có nhiều cái họ cũng không bằng mình được. Như anh học với học sinh đây, như cái assignment, cái ví dụ nãy là anh thấy rồi đó, tức là hai đứa đó tức là phạm những lỗi cơ bản đó, kể cả học sinh trung bình của Việt Nam thì còn giỏi hơn rất là nhiều hai người đó, chứ không cần phải là học sinh giỏi đâu. Thì đó là cái ý mà anh nghĩ đó là cái mà có thể các bạn sẽ vỡ mộng đó.
đừng có thấy người ta lên mấy cái diễn đàn, mấy cái workshop giới thiệu du học về trường, thấy người ta anh Tây đẹp trai, rồi open friendly, rồi mấy cô sinh viên xinh đẹp nói chuyện, không có đâu. Qua là sẽ bị sốc, cái đó sốc văn hóa là sẽ bị dính rất nhiều, bản thân anh cũng dính nữa. Thì anh có nhìn thấy bản thân mình từ khi rời Việt Nam, cái hành trình thay đổi, có nhìn thấy cái cách sống hay cách suy nghĩ của mình thay đổi như thế nào trong cái hành trình đấy không ạ? Anh thấy ở trên mạng nó có cái biểu đồ vẽ cái sự gọi là sự trưởng thành của mình, với cái độ tự tin mà ban đầu là từ top rồi sau đó rớt xuống dưới đáy rồi lên rất là cao. Anh nghĩ là nó phản ánh anh rất là nhiều đó, tức là giai đoạn mà học vừa nhận được nhận học bổng thạc sĩ với nhận học bổng tiến sĩ, theo anh là giai đoạn nguy hiểm nhất trong cuộc đời một con người. Rất là sướng nhưng mà lúc đó mình lại cảm giác mình giống như là đỉnh, ở trên đỉnh vậy đó, thấy không, gọi là tự cao tự phụ, nhìn thấy ai cũng cũng không không coi ai ra gì hết trơn á. Giai đoạn anh nghĩ ai cũng giống nhau ấy, với trẻ hay gọi là trẻ trâu đó, thì anh cũng có trải qua giai đoạn đó rồi. Thì cũng phải thôi, có hai mươi mấy tuổi trẻ chung mà học được cái học bổng gọi là tiến sĩ, gọi là đỉnh cao nhất trong ngành học thuật. Nhưng mà sau đó thì càng ngày mới càng nhận ra là mình rất là nhỏ bé, càng trưởng thành là càng nhận ra mình rất là nhỏ bé. Và tới bây giờ thì anh cảm thấy tự tin được nhiều hơn, nhưng mà vẫn cảm thấy là mình nên hiểu xung quanh là như thế nào, khi nên khiêm tốn một chút, đặc biệt là khi mà anh đã gặp rất là nhiều người giỏi từ cả Việt Nam cho tới nước ngoài. Anh thầy giáo của anh đi, ví dụ như ông Behrend Kahr ở Đại học Groningen, tuy là một cái đại học top 80 thế giới nha, nhưng ông ấy được giải Nobel hóa học 2016 đó. Rồi sau đó ở Harvard, bây giờ ở Cincinnati, là những người cực kỳ giỏi luôn. Nói chung là càng đi nhiều mới càng thấy là núi cao còn có núi cao hơn. Thì điều đó cũng không có gì gọi là buồn hay gì cả, thực ra nó là một cái đáng mừng, tại vì những người xung quanh mình họ giỏi thì mình mới học được từ họ, rồi mình mới càng ngày càng tiến bộ hơn. Anh nói chung là cái câu trả lời của anh là vậy đó. Em cảm ơn anh Hùng. Thì với em, cái hành trình đi du học của em, nếu mà em phải tóm tắt thì cũng sẽ như anh Hùng. Đấy là cái mình học được là cảm thấy mình cái nhỏ bé đấy nó lại là một cái rất là tích cực. Nó khiến mình càng ngày càng muốn học, càng ngày Chính càng xác. cảm thấy mình muốn nghe mọi người nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và trở nên một cái bản thân mình trở nên tốt hơn. Thì là em trưởng thành nhanh hơn anh đó, anh phải sau gần như sau hết PhD anh mới ấy. Giai đoạn PhD là anh cực kỳ trẻ trâu luôn. Không, em vẫn là kiểu nửa trẻ trâu nửa trưởng thành, vẫn đang trong quá trình cố gắng để trưởng thành, hành trình trưởng thành.